Chào anh Tài, cho em hỏi. Vợ chồng em là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp và cách đây hơn 5 năm bọn em cưới nhau và được hai bên gia đình cho một ít vốn và đồng thời tụi em cũng tích góp và vay thêm một ít nên cũng mua được căn nhà nhỏ trong hẻm ở tại thành phố Hồ Chí Minh giá hơn 1 tỷ đồng và giờ nếu chắc bán được khoảng gần được 6 tỷ. Và vợ chồng em là công nhân, có một cái đứa con lớn 4 tuổi và vợ em hiện đang sinh bé nhỏ nên phải nghỉ ở nhà nên là kinh tế do mình em nên là gặp rất là nhiều những khó khăn, đặc biệt là hiện tại thì cái khoản tiền mặt thì gần như là cạn kiệt không có. Mong anh chia sẻ và có cái định hướng. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trước khi Tài chia sẻ những cái góc nhìn và trải nghiệm của mình để giúp cho bạn có thêm những cái một cái định hướng mới, thì Tài xin chúc mừng bạn vì bạn sao đã để ý rất là sớm về vấn đề là mua nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì bây giờ mà cầm khoảng 1 tỷ thì có lẽ là sẽ không thể nào mua được căn nhà nào ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Rất là hiếm. Và bây giờ thì nó có giá trị, bạn chia sẻ là đâu đó gần 6 tỷ. Ok, thì xin chúc mừng bạn. Vậy thì với câu hỏi này, Tài xin phép chia sẻ bạn hai cái góc nhìn như sau. Thì bạn chia sẻ là bạn ở tỉnh lẻ nhưng mà Tài cũng không biết là bạn chính xác ở tỉnh nào ở tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể là bạn đang ở Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bình Phước hoặc là Đắk Lắk, Gia Lai đó quanh tại thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là có khi là các bạn là những cái người ở tỉnh miền Trung hoặc là miền Bắc vào trong miền Nam lập nghiệp, đúng không ạ? Vậy thì với cái mà mình ở tỉnh lẻ mình lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp á, nếu mà Tài thì Tài sẽ có hai cái phương án để lựa chọn sau. Đầu tiên á thì Tài sẽ chọn cái phương án quan trọng nhất, đó là Tài sẽ chọn về cái nơi mà mình sinh sống các anh chị, về cái nơi mình sinh ra và có gia đình mình ở đó. Cho nên là Tài sẽ chia sẻ với cái góc cạnh này thì được gọi là sao? Mình sẽ phải đổi cái chỗ ở đi. Đổi chỗ ở thì biết đâu là mình sẽ đổi được cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt đẹp và hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái lúc trẻ chúng ta rất là nhiều người trong đó có Tài cũng là tha hương để lập nghiệp, đúng không các anh chị? Gọi là tha hương cầu thực lập nghiệp. Và đến một lúc nào đó thì sao ạ? Mình có những cái điều kiện tốt hơn thì mình mong muốn là quay về cái nơi gọi là chôn nhau cắt rốn của mình, thì như vậy thì đó là một điều tuyệt vời. Thì Tài nghĩ là bạn ở tỉnh nào thì cái phương án đầu tiên là Tài gợi ý là bạn có thể chọn một giải pháp là bạn sẽ bán cái căn nhà tại thành phố đó đi. Bạn phải suy xét coi là cái căn nhà đó bạn có dùng để ở nữa hay không, hoặc là bạn sẽ dùng để đầu tư nó có sinh lợi ra dòng tiền, hoặc là cái lãi vốn của nó tốt để có thể hỗ trợ một phần nào đó cho cái tài chính của bạn hay không. Nếu bạn đánh giá là nó không tăng trưởng quá tốt thì bạn có thể là nếu là tài sẽ chọn là bán cái căn nhà tại thành phố đi và Tài sẽ về ở tỉnh của mình. Thì Tài không biết là tỉnh bạn là ở chỗ nào, nhưng mà nếu mà Tài thì Tài đang ở sinh sống ở tại Tây Ninh thì Tài sẽ chọn cái phương án là về quê ở Tây Ninh để lập nghiệp. Bởi vì bạn cũng chia sẻ là bạn cũng đang là công nhân, thì Tài không hiểu là bạn đang là công nhân của một cái công ty nào. Tuy nhiên thì Tài thấy là ở tại các cái tỉnh lẻ thì do là đại dịch Covid vừa rồi, cho nên là hiện tại là sao các cái tỉnh quanh thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thấy là miền Trung hoặc là miền Bắc thì chính phủ và địa phương cũng đang đầu tư rất là nhiều những cơ sở hạ tầng cũng như là các cái công ty xí nghiệp về đó để tạo công ăn việc làm tại chỗ cho từng địa phương. Vậy nên là nếu mình chỉ là một công nhân bình thường thì mình có thể về tại địa phương của mình vẫn có thể là có được một cái việc làm. Tại nghĩ là có thể là lương nó sẽ không cao bằng tại thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên là cái mức sống đó tại nghĩ là nó sẽ đáp ứng được cái cuộc sống ở tại tỉnh đó. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi cái mức thu nhập của từng tỉnh thì nó phù hợp với mức sống của từng địa phương đó. Ta lấy ví dụ như bạn làm công nhân ở tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể lương của bạn là đâu đó nó trên 10 triệu, ví dụ khoảng tầm 12 triệu. Nhưng mà cái sinh hoạt phí và cái chi phí trang trải cuộc sống ăn uống đi lại nhà trọ này kia ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì đương nhiên nó cao hơn nhiều so với tỉnh Tây Ninh của Tài. Vậy thì với cái thu nhập là 12 triệu tại thành phố Hồ Chí Minh thì nếu mình về tại Tây Ninh thì lương khoảng đâu đó 7 8 triệu thì cái cuộc sống nó cũng tương, tại nghĩa là cũng tương đồng so với tại thành phố Hồ Chí Minh.
bởi vì cái mức sống tại thành Tây Ninh nó cũng rất là tốt. Với 7 8 triệu thì Tài nghĩ là sẽ trang trang trải được. Vậy thì Tài sẽ chọn cái phương án là sẽ bán căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh và về Tây Ninh để có cơ hội là gần được gia đình của mình. Đó là cái phương án đầu tiên để mình lựa chọn gần nhà. Cái thứ hai là về tỉnh của mình thì mình vẫn có được những công ăn việc làm ở tại địa phương. Và cái thứ ba nữa là khi mà 6 tỷ đó, cái căn nhà 6 tỷ ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó bạn chia sẻ là nó cũng là ở trong hẻm, và Tài nghĩ thiết nghĩ như vậy thì với một cái căn nhà như vậy thì Tài nghĩ là chỉ có thể là mình để ở thôi, hoặc là mình sẽ cho ai đó thuê, thì Tài nghĩ là nó không sinh ra những cái giá trị thặng dư nhiều. Vậy thì thay vì với 6 tỷ đó mình đem về tỉnh mình kinh doanh hoặc là mình đầu tư thì nó sẽ cho được cái tỷ lệ lợi nhuận nó tốt hơn rất là nhiều. Tài lấy ví dụ, nếu mình chưa có nhà ở quê nhà, chưa có đất cát của bố mẹ, hoặc là không thể nào về ở chung với bố mẹ được, thì sao? Mình có thể ở cạnh đó, mình mua một cái căn một mảnh đất, mình xây một căn nhà lên. Thì nếu mà tại Tây Ninh có Tài sống ở tại những cái trung tâm xã hoặc là trung tâm của thị trấn, thì có thể là với 2 tỷ thì mình có thể mua được căn nhà khoảng 100 mét vuông để ở, đúng không ạ? Thì khoảng 2 tỷ. Rồi, vậy thì mình sẽ còn lại là bao nhiêu ạ? Mình sẽ còn lại đâu đó là khoảng tầm 4 tỷ. Mình sử dụng đến 2 tỷ cho cái việc là căn nhà để ở rồi, thì mình sẽ còn lại là khoảng 4 tỷ. Vậy thì với 4 tỷ và với cái trải nghiệm của Tài thì sao ạ? Người ta hay nói câu là gọi là phi thương thì gọi là bất phú. Không, cho nên là mình sẽ cố gắng đi tập tành học để kinh doanh. Đúng không? Mình học để kinh doanh. Bạn chia sẻ là vợ bạn mới sinh em bé nhỏ nên là không đi làm được ở nhà, thì có thể là bạn đi làm ở một công ty nào đó, sau đó thì vợ mình sẽ hướng nói vợ mình học hỏi từ từ để mình có thể tập kinh doanh. Bởi vì trong cái giai đoạn thời buổi công nghệ 4.0 này phát triển, cái việc kinh doanh á, bây giờ nó không quá khó với mình ngày xưa nữa, không cần mình phải có một cửa hàng hoành tráng hoặc là mình phải đầu tư rất rất là nhiều tiền thì mới có thể kinh doanh được. Phải mở công ty, phải mở cái này kia mới kinh doanh được. Mà thật ra là sao ạ? Mình có thể kinh doanh từ bắt đầu từ online các anh chị. Với cái số vốn khoảng 5-10 triệu gì đó, mình vẫn có thể là sao bắt đầu từ online. Mình làm, mình học hỏi từ từ các anh chị. Thì Tài nghĩ là với cái kinh doanh online để có thu nhập bằng một người công nhân bình thường, đâu đó khoảng 7-8 triệu, 10 triệu. Thì Tài nghĩ là nếu các anh chị chịu khó học hỏi và nỗ lực và một cách nghiêm túc trong kinh doanh online, thì các chị đâu đó khoảng tầm 1 năm, 6 tháng đến 1 năm thì các anh chị cũng có thể có được cái thu nhập này, thu nhập bằng một người làm công ăn lương. Nhưng mà sao chúng ta chủ động, chúng ta vẫn ở nhà, chúng ta vẫn có thể chăm con được, chúng ta vẫn có thể chăm gia đình được, đúng không? Thì như vậy nó cũng hỗ trợ cho bạn về kinh tế rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó thì bạn thấy là một cái bài học rất là tuyệt vời của mình, đó là bạn đã chịu khó để ý từ cái việc là mua nhà từ rất là sớm. Bạn nhớ không ạ? Ngày xưa bạn mua căn nhà hơn 1 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khoảng thời gian đâu đó là khoảng 4-5 năm gì đúng không ạ? Thì đã lên một con số 6 tỷ. Vậy thì sao? Mình vẫn áp dụng cái công thức này về quê của mình cũng nên là sao chọn cái giải pháp đầu tư. Đúng không ạ? Nếu bạn có cơ hội thì bạn có thể là tìm đọc cuốn sách là Dạy con làm giàu của tỷ phú Robert Kiyosaki, thì chia sẻ rất là nhiều về những kiến thức về tài chính, và trong đó chúng ta sẽ phân biệt được đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, đâu là nợ tốt, đâu là nợ xấu. Và trong đó có chia sẻ về cái kim tứ đồ, bên tay trái người làm công và chủ kinh doanh, và bên tay phải là chủ đầu tư và là sao chủ doanh nghiệp. Thì bạn sẽ hình dung được là bạn mong muốn có cuộc sống như thế nào dựa trên cái kim tứ đồ đó, và bạn sẽ tập dần là mình có thể trở thành một nhà đầu tư, đúng không ạ? Thì bạn sẽ còn lại 4 tỷ, thì với Tài thì Tài sẽ mua thêm một đến hai mảnh đất, một đến hai mảnh đất. Mình tìm cái mảnh đất nào đó quanh quanh nhà mình, quanh quanh cái trung tâm xã của mình, quanh quanh trung tâm thị trấn của mình. Pháp lý có sổ đỏ mới mua nhé, do mình chưa có nhiều những cái kinh nghiệm trong vấn đề đầu tư, thì mình tập trung vào vấn đề là an toàn trước, đúng không? An toàn trước và cái tỷ lệ sinh lời sau, cho nên mình sẽ tập trung vào độ an toàn là sao ạ? Mình phải tập trung là những cái tài sản nào mà có sổ hẳn hoi thì mình hãy mua. Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Cái thứ hai nữa là sao ạ?
Về vấn đề là pháp lý phải rất là rõ ràng, không mua những cái đất dự án mà nó chưa có sổ các anh chị ha. Và mình phải, do là đất đó gần nhà của mình thì mình có khả năng thẩm định nó. Mình có thể là mình không rành về khu vực giá đó, nhưng mà mình cũng có người nhà, bố mẹ hoặc là anh em bà con gì đó mình hỏi thăm vòng vòng để mình có thể định hình được cái giá khu vực đó, thì mình sẽ không bị hớ quá nhiều đúng không, về vấn đề giá, để mình mua được cái bất động sản ít nhất là giá nó bằng thị trường, không cần thấp hơn mà có thể là đâu đó bằng giá thị trường và pháp lý chuẩn chỉ đúng không. Mình mua một cái tài sản như vậy đâu đó khoảng 3 tỷ, mình trích ra khoảng 3 tỷ để mình mua thì có thể là mua một tài sản hoặc là mua hai tài sản đúng không ạ. Tài nghĩ là nên mua hai tài sản để có những cái sự cố gì đó mình có thể là sao vay vay ngân hàng được, vay ngân hàng được thì nó sẽ tiện cho mình đúng không ạ. Rồi vậy thì còn 1 tỷ còn lại, còn 1 tỷ còn lại thì tài nghĩ là mình sẽ nên gửi vào trong ngân hàng. Có thể là mình sẽ mua là cái tài sản là 3 tỷ rưỡi, mình gửi vào trong ngân hàng 500 triệu hoặc là 1 tỷ. Để chi? Để phòng trừ những cái bất trắc, những cái cuộc sống xảy đến. Bởi vì vấn đề ở đây là sao? Có một mình bạn đi làm kinh tế thôi, nên là cái dòng tiền của mình hiện tại nó đang còn hạn chế. Ta lấy ví dụ như là bạn về quê, bạn có thể là tạo ra được một cái thu nhập dòng tiền đâu đó là khoảng 10 triệu. Ta lấy ví dụ như vậy. Thì tài nghĩa là 10 triệu ở một cái tỉnh lẻ chẳng hạn, giống như tại thành phố Hồ Chí Minh của tài, thì với hai vợ chồng mà nuôi hai đứa con nữa thì nó cũng khá là vất vả. Thì tài nghĩ là với 4 người như vậy thì chi phí gia đình thì khoảng tầm đâu đó 20 triệu, thì như vậy nó cái mức sống của mình nó cũng khá là ổn đúng không ạ, khá là tốt. Như vậy là mình đã đi làm có 10 triệu rồi, mình vẫn còn thiếu thêm 10 triệu nữa, thì mình có thể là sao lấy 10 triệu từ mình gửi ngân hàng đó ra để mình hỗ trợ thêm vấn đề là cuộc sống của mình đúng không ạ. Hỗ trợ cuộc sống của mình. Và đâu đó là các anh chị thấy là vừa rồi có cái đại dịch Covid nó xảy đến đúng không, có những cái sự cố bất ngờ cho nên là mình phải lúc nào sao gọi là tiền mặt là vua đúng không các anh chị, tiền mặt là vua, mình cần phải có một cái khoản tiền mặt dự trữ để phòng trừ ví dụ như ốm đau bệnh tật hoặc là có những cái sự cố bất ngờ để mình có thể là nó hỗ trợ cuộc sống của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta đầu tư hết vào đất thì đất đến lúc mà mình cần bán đâu thể nào hô cái là bán liền các chị. Đất không phải là nhà hoặc là đất không phải là rau hoặc là cái gì đó dễ bán, đôi lúc là các anh chị phải mất rất là nhiều thời gian, một vài tháng thậm chí là một vài năm mới bán được, hoặc là các anh chị muốn bán liền đôi lúc là các anh chị phải bán độ bán tháo đi và cái giá nó rất là rẻ đúng không? Đôi lúc không phải mình sẽ bị lỗ. Cho nên là mình sẽ gửi vào trong ngân hàng 500 triệu hoặc là 1 tỷ để mình dự phòng cho những cái rủi ro bất trắc nó xảy đến bất cứ lúc nào với cuộc sống của mình đúng không ạ. Bên cạnh đó thì mình đi làm được 10 triệu nè, rồi mình rút ra từ 10 triệu từ cái việc mình gửi ngân hàng như vậy để bổ sung vào những cái lúc mà mình thiếu hụt ở trong cuộc sống. Và các anh chị có thể là trích ra đâu đó khoảng vài chục triệu, ví dụ 10 triệu hoặc 20 triệu mình tập, mình học dần và tập tập và để mình kinh doanh các anh chị, kinh doanh ha, bắt đầu từ kinh doanh online. Như vậy thì nó sẽ có được cái phần hỗ trợ sau này mình rất là tốt. Thì ở tỉnh nào tại không biết, riêng về tại Tây Ninh thì nếu mà các anh chị đầu tư bất động sản mà chọn các phân khúc là đất nền hoặc là nhà phố thì cái biên độ lợi nhuận của nó hiện tại là tại nghĩ là khoảng 20%, như vậy cũng rất là đẹp rồi. Nhiều người họ có kinh nghiệm thì họ lợi nhuận là sao ít hai ở trong vòng 6 tháng, trong vòng 1 năm, thì cái đó là câu chuyện của họ đi đúng. Mình tính cái phương án chắc cú nhất. Bởi vì sao? Bởi vì với cái nền kinh tế hiện tại là đang trong cái giai đoạn là cả nước đều phát triển, nhà nước đang đầu tư về cơ sở vật chất về các tỉnh lẻ rất là nhiều các anh chị, để là sao các cái tỉnh lẻ là sao kết nối giao thông với nhau để đưa các cái xí nghiệp về từng tỉnh để tạo công ăn việc làm ở từng mọi địa phương, để không có bị tình trạng là dồn cái sức vừa rồi, giống như là rất là nhiều người đổ không có công ăn việc làm ở tại tỉnh, không có khu công nghiệp việc làm khan hiếm nên là phải đến những cái thành phố lớn ví dụ như là Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là vừa rồi cái đại dịch xảy ra thì là sao ạ? Nhà nước mình cũng có một cái cơ chế bây giờ là muốn giãn dân về từng cái tỉnh, cho nên là họ cũng muốn là sao đầu tư về cơ sở vật chất về từng cái tỉnh, và bên cạnh đó cũng muốn là sao thu hút rất là nhiều những nhà đầu tư ở nước ngoài vào Việt Nam, cho nên là họ cũng nâng cấp dần cái hệ thống giao thông và những cái hệ thống về cảng biển tất cả mọi thứ để có thể thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Chính vậy đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để bất động sản nó có những cái tăng trưởng trong giai đoạn là 2025 đến 2030, thì tài đánh giá là có một cái cơ hội tăng trưởng rất là tuyệt vời. Vậy nên là mình tính toán là ok, coi như là lợi nhuận khoảng 20% thôi cũng rất là tuyệt vời đúng không các anh chị? Vậy thì các anh chị bỏ ra khoảng 3 tỷ, mình 3 nhân 2 là 6, thì một năm như vậy mình đâu đó có khoảng 6 600 triệu đúng không ạ? 600 triệu. Đấy. Thì như vậy 600 triệu thì chia ra mỗi tháng bình quân đâu đó là cũng khoảng là 50 triệu, 50 triệu đúng không? Thì tài nghĩ với cái thu nhập như vậy thì sẽ rất là ổn định và khá là thoải mái cho một cái gia đình gồm hai vợ chồng, hai đứa con, bốn người. Thì tôi nghĩ kinh tế như vậy, mình duy trì như vậy mình sẽ cùng với lại sao ạ, cái kiến thức mình học kinh doanh, mình có thể là tạo thêm thu nhập từ cái nguồn kinh doanh của mình nữa đúng không? Và thông qua cái việc đầu tư nữa, mình ngày càng có nhiều kiến thức hơn, thì lúc đó mình sẽ nâng được cái tỷ lệ lợi nhuận mình tốt lên. Thì như vậy thì cái cuộc sống mình sẽ dần nó tốt hơn so với cái việc là anh giữ một cái căn nhà ở 6 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà chỉ mục đích là để ở thôi, mình không có làm được cái gì từ cái căn nhà 6 tỷ đó cả, và mình phải là sao chật vật mình đi làm để có cái thu nhập hàng tháng, và khi mà rủi ro là vợ có thêm em bé không phụ kinh tế cho anh thì một mình anh gánh kinh tế thì rất là vất vả đúng không? Thì nếu mà là tài thì tài sẽ chọn cái bài toán là như vậy đúng không ạ? Đó. Thì hy vọng với cái chia sẻ này sẽ giúp cho anh có thêm một cái góc nhìn đó, một cái góc nhìn. Tuy nhiên thì cái đó là một cái định hướng thôi, quan trọng là sao? Người ta nói là kiến thức tới đâu thì tiền tới đó. Vậy nên chúng ta cần phải nâng cao mình mỗi ngày các anh chị, nâng cao mình mỗi ngày lên với những cái kiến thức mà các anh chị có thể học từ sách vở, học từ internet hoàn toàn miễn phí, và sau đó mình sẽ áp dụng vào mình trải nghiệm nó, mình trải nghiệm từ từ, mình tập nó dần từ từ để mình nâng cao cái năng lực của mình lên. Thì lúc đó là sao ạ, cái khả năng mình đi làm công ăn lương, cái thu nhập mình cũng cao hơn, hoặc mình có đi làm kinh doanh thì thu nhập mình cũng sẽ dần tốt lên. Sau vài lần có thể mình va vấp, mình thua lỗ đúng không? Rồi từ từ mình sẽ khôn lên và mình sẽ tốt hơn, hoặc là đầu tư cũng vậy. Cho nên là những cái kiến thức mà tài gợi ý thêm để anh chị có thể là đọc và phát triển cái công việc của mình, đó là mình nên học về kinh doanh đúng không? Mình nên học về kinh doanh, và cái thứ hai nữa, học về kinh doanh là tạo ra tiền rồi, tuy nhiên để giữ tiền thì đó là một cái bước quan trọng nữa trong vấn đề tài chính. Và bước thứ ba nữa đó là làm sao để tiền nó đẻ ra tiền, thì đó là một cái bậc thứ ba trong tài chính. Vậy nên chúng ta cần phải học về tài chính, chúng ta hiểu về các cái con số đúng không, chúng ta hiểu tài sản, chúng ta hiểu tiêu sản, chúng ta hiểu nợ tốt, chúng ta hiểu nợ xấu, để chúng ta có thể dùng thêm đòn bẩy đúng không? Và chúng ta cần phải học về đầu tư, không phải đầu tư về bất động sản không, mà đầu tư rất là nhiều những cái kênh khác nhau, ví dụ như là sao vàng, chứng khoán đúng không các chị, rất là nhiều những cái kênh đầu tư ở ngoài kia. Tuy nhiên tài thấy là trong cái giai đoạn này đất cát đang là một cái có nhiều những cái yếu tố, tài được gọi nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên là tài mới gửi các anh chị gọi là đất đúng không? Tuy nhiên là ngoài kia còn rất là nhiều những cái kênh khác, các anh chị có thể học hỏi và đầu tư thêm. Bên cạnh đó thì sao chúng ta học về giao tiếp đúng không? Học về giao tiếp, học về lãnh đạo để chi? Không phải là lãnh đạo để chúng ta mở một công ty, mở một tập đoàn để chúng ta lãnh đạo hàng trăm hàng ngàn những công nhân ngoài kia, không phải như vậy các anh chị. Mà học lãnh đạo ở đây để làm gì? Để chúng ta biết nói chuyện với con cái trong nhà, và học giao tiếp, học lãnh đạo để có thể nói chuyện ứng xử với những người thân trong gia đình của mình. Bởi vì ta thấy là có nhiều người họ ngại sống ở gần gia đình của mình là lý do là họ không có kỹ năng giao tiếp, không có kỹ năng lãnh đạo, cho nên là xảy ra rất là nhiều những mâu thuẫn về cãi vã với nhau. Cho nên là thường họ muốn đi sống một cái nơi đó xa gia đình của mình để lâu lâu gặp như vậy thì nó vui hơn, chứ mỗi ngày thường xuyên gặp vậy đôi lúc là sẽ có những cái mâu thuẫn đúng không ạ? Vậy nên là chúng ta cũng cần phải học thêm những cái kỹ năng về giao tiếp để và lãnh đạo để chúng ta có được cái cách giao tiếp giữa mọi người xung quanh của mình và những người trong gia đình, thì như vậy thì cuộc sống của mình vừa im ấm đúng không, dung hòa với nhau đúng không các anh chị? Đó là những cái mà tại tin rằng các anh chị sẽ phát triển được cái công việc của mình, và đó chính là cái gợi ý của Tài rồi. Và nếu mà các anh chị có những cái gợi ý nào hay hơn thì các anh chị có thể comment ở cái video này để có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho cái anh chị, để mọi người cùng nhau phát triển nhé. Và Tài cũng vô cùng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Tài. Một lần nữa Tài xin chúc bạn có được cái sự lựa chọn đúng đắn và giúp cho bạn có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.